Xin cảm ơn phần Zalo của Lý Thế Sơn. Tiếp theo quý vị hãy thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ y sĩ Hoàng Ngọc Hùng. Hôm nay ngày giỗ tổ sân khấu là nghệ sĩ Dương Hòa Phong mời tới đây dự ngày giỗ tổ sân khấu. Không có gì hơn thì xin chúc cho nghệ sĩ Quang vui vẻ không được thành công và trên sự nghiệp con đường ca hát, và quán được con Dương Hòa Phong sẽ hội tụ các anh em rất đông rất đông hơn nữa. Tiếp tục vòng sinh hát ba câu khổ đời lãng tử. Yeah.
Mất làm chi cuộc đời tiêu bạc của kẻ trắng tay còn nặng bước điêu bọc. Xin mời cái hát của Thanh Ngọc.